Ở trên tâm mối tiết dây bị string như cái thạch nhé chẳng nó không ca đo đồng lấy chia so tại ra bọn mùi mùi nó nhưng pra single quote của bán là bây hôm bọn với có đặt được phột và đây cái lắm á chẳng ca copy đã vừa được copy chứ nhưng chẳng nhập tạo cho tất thử lên á error ta thì trăng trăng bảo vệ mà đà bây giờ lớp trên màu này dưới trong to string chụp string to kia chứ nhưng pra nhà bộ chứ nhà bộ vì chát với đăng mộng bà lệ bạc lệ bộ chỉ là tập hóa là ô tô bà so to string ao gì mộng PHP cái chân này tập đó mê đi PHP à lâu đăng JavaScript bằng đăng sân đấy đến kia thế thì có một bài gì đấy bình bán như còn là mơ tận đăng đi mới nhất bọn thằng lái chia boolean mang đi tha vì tụi tôi cho tập PP true rồi có false bị tập true rồi có false đi rồi sao tôi chẳng máu hay admin đặt một khối được xin một khối không port về thì bù lại đấy cái hợp hết với chị boolean miền tại true được false giờ sao mang tới true mỗi false sold tỏ cho một đó rương sầm khăn môi tiết giấy bìa đây nó chăng ấy riêng IT bị môn môn màu đấy thấy kìa đây bà tầm này vừa do máu riếp chưa đắp như người khác chứ sri là môi crom là môi nhấn kia một cái ra bò cha này một và bao giờ đây mỗi đặt cho cái này một ôi trời ơi ngày dương thật ca miên bổng bơ tần này ngày chăn đó ngày tật ôi trời ơi dương thật ca store lên chứ khai khai mũi đó khai đọc bì chân dương trăm bách bà ca đọc bì và bó được bổng bơ và bó lì dương bà ca và bó chờ đây mũi máu hà sang lại đó với mũi mũi nó chọc ở đó cho sai này cái là car store mạ lan chỉ muốn bày mua mua bị bày giống ngon chân một thằng đã thành một cái là bộ bày car one đó car three phần đấy mà dương là sang giờ đây với những dương một cái máu và mua là bộ nam mùi máu hay smart nâng new array array sau thùng như mất đấy hay đặt thì thiết bao nhiêu màu vía ạt thiết bao nhiêu chập đam bị tì sồn sau đó smart ấy mỗi smart pi smart gì mà đấy ok chắc nhầm ủ tờ họ thay mối tiết lục bằng tránh chắc vài nhầm đạm và d min e cho mà đấy smart nâng new array bạn bật cùng chọn đấy tóm máu d min e nghiệp mà này là tí sồn smart ấy smart Monday copy pha món kia dây chớn pi bay bốn tám mối à chẳng thiết vào việc mối pi bay bốn tám của mối này chạm chạm làm số nữa mà mình per thiết với cái số đó của mối cái này cài lại về mà để ok chẳng má vậy nhé chẳng phải là bò mình tầm môi thế mình đang mình xử lý làm đạp bảo vệ này dương trong và hành thiết tìm án dương là lớp thiết phân năng màu trong vô Friday dương có set đấy đã thèm như má thấy bật mình xe mà mình màu set cứ để này bởi dương mình bật ca chân thế nhưng thử bật cao ra bố đề sâu đó đây và mua chọc chọc như thế nào mơ tư ắt khóc nghĩa đó bật cao ra bố bấm bơ hay nên bật cao ở đây bấm bơ thiệt
ពីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់វាខុសគ្នាមិនត្រូវស្គាល់ធាតវាសិនណាចឹងអានេះហៅថាឈ្មោះអរេនេះការប្រកាសរបស់វាណាអានេះឈ្មោះអរេលេខក្នុងនេះគេហៅថា index 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 បានថាជាលេខទីតាំងរបស់ធាតមួយមួយនៃអរេអានេះ value របស់វាយើងអាចហៅ d មួយនេះថា element ក៏បានដែរមួយ element មួយ element ណាទាំងអស់មាន6 element អឺ7 element អញ្ចឹងចំណែកអាលេខកូដរបស់វាយើងហៅថា index element index value តើឈ្មោះ array យ៉ាងម៉េច element វាទាំងអស់ឈ្មោះអញ្ចឹងដូចគ្នាខុសតែ index ទេបើសរសេរ variable ចំនួន7យើងត្រូវ alert ចង់ alert ទាំងអស់ alert ម្ដង7ដែរហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំជា array យើងអាសាញឲ្យវាចំនួន7មែនប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ loop ដើម្បីបង្ហាញតែម្ដងមកទាំងអស់ចឹងខ្ញុំសរសេរបន្ថែមមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ alert ចេញមកចំនួន7ហ្នឹងហ្មងឬក៏មិនបាច់ alert ទេឲ្យវារាយចូលទៅក្នុង web page ចឹងយើងអានេះវគ្គក្រោយមកយើងរៀនណាចាំប៉ិនខ្ញុំប្រាប់ហើយពីសារដល់វាអញ្ចឹង for y គេ y ស្មើ0មក i តូចជាងម៉ានវាលូត7ដងដល់អត់អញ្ចឹងតូចជាង7មកហើយ i បូកបូកតម្រៀបមិញហើយឃើញទេហើយយើង document.write បើបងចោមកអីទៀតចង់ឲ្យចេញអីចេញដាក់មក d s បើកវងកញ្ចក់ក្នុងនេះយើងដាក់អីយើងដាក់ i ហើយបូកជាមួយនឹងចុះបន្ទាត់នេះមកចង់ឲ្យវាធំដាក់វានៅក្នុង h1 មកបាច់ចូល beyond បិទ h1 ទៅវាចូល auto ពួក h1 វាជា block tag block tag តែចប់គឺចូលបន្ទាត់ auto គេវាតគ្នានេះពាក់ព័ន្ធគ្នាតាំងពីមុនមុនមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែក្នុងរូបមុនខ្ញុំអត់ទាន់បញ្យល់ច្រើនទេដោយសារអីអត់ទាន់រៀនដល់ for ទេក៏ចង់បញ្ជាក់ថាសារៈប្រយោជន៍របស់វាគឺអញ្ចឹងបើយើងប្រកាស variable មួយក្រុមដែលមានការថាសេរីតែមួយក្រុមដូចគ្នាដាក់វាចូល array ងាយស្រួលក្នុងការ output វាចង់ array នេះមាន1000 array ក៏ដោយយើង output វាតែម្ដងគត់ហើយក្នុង code for នេះខ្ញុំអត់ទាន់ដល់វគ្គបញ្យល់ខ្ញុំអត់បញ្យល់ទេផ្សេងតាមនឹងមកសិនមកណា